Thưa quý vị, trong năm 2021, tình hình sản xuất cây lâu năm trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, thời tiết thích hợp cho sự phát triển của cây trồng, nhờ đó diện tích cây lâu năm tăng đáng kể. Nông dân trên địa bàn tỉnh mạnh dạng chuyển đổi từ cây ngắn ngày, cây kém hiệu quả sang cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao. Mặc dù diện tích và sản lượng tăng, nhưng mà do dịch Covid-19 lần thứ tư ảnh hưởng lớn đến khâu thu mua và tiêu thụ sản phẩm, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, giá bán một số loại nông sản ở địa phương thấp dẫn đến lợi nhuận thu được của người sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Hiện diện tích cây lâu năm của tỉnh là trên 32.800 hecta, tăng gần 100 hecta so với cùng kỳ. Diện tích tăng chủ yếu từ cây mít và một số loại cây lâu năm khác như là chanh, ổi, dừa, vân vân. Trong đó, nhiều nhất là cây chanh và thanh long với diện tích lần lượt là hơn 11.400 hecta và hơn 11.600 hecta kế đến là cây mít với hơn 2.600 hecta, cây mai với hơn 1.800 hecta, cây dừa là hơn 1.500 hecta. Phần lớn các cây trồng lâu năm đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa.